Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng thưa các bạn, ở Việt Nam gia đình có hai cha con cùng làm tướng cấp cao thì đã có nhiều. Gia đình có bốn cha con đều phục vụ trong quân đội, nhưng có tới ba cha con cùng làm tướng thì khá hiếm. Đó là gia đình thiếu tướng Huỳnh Xuân Quang. Đồng chí thiếu tướng Huỳnh Xuân Quang, bí danh là Sáu Ngoài, sinh năm 1930, quê quán xã Tân Thanh, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, trú quán số 418 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên phó tư lệnh về chính trị mặt trận 979, quân khu 9, nguyên chủ nhiệm chính trị quân khu 9, đã nghỉ hưu. Ông được tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhì, huân chương quân công, hai hạng nhì và một hạng ba, huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác, huy hiệu 65 năm tuổi đảng. Đồng chí đã từ trần hồi 5 giờ 40 phút ngày 3 tháng 6 năm 2016 tại nhà riêng. Ông có người con trai cả là Huỳnh Chiến Thắng, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1965, là một sĩ quan cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam, hàm thượng tướng. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Tháng 1 năm 2013, ông được bổ nhiệm giữ chức Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, Quân khu 9. Tháng 1 năm 2014, ông được bổ nhiệm làm Phó Chính ủy Quân khu 9. Tháng 8 năm 2015, ông được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9, đồng thời được thăng quân hàm Thiếu tướng. Tháng 9 năm 2019, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng. Ngày 06 tháng 11 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 30 tháng 01 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 20 tháng 11 năm 2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh chủ trì lễ công bố, trao quyết định thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng đối với đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Con trai thứ là Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330, Quân khu 9. Ngoài ra ông có người con trai út là Trung tá Huỳnh Trường Nam, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên 622, thuộc Quân khu 9. Vâng thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.